là dự án Thế Sóng Anh Có Phải Đàn Ông Không? Bộ phim với tựa đề Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ đang thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả truyền hình Việt bởi sự góp mặt của hàng loạt những tên tuổi đình đám màn ảnh Việt như Việt Anh, Thúy Hằng hay Quỳnh Nga, Chí Nhân. Không những vậy, Mọt Phim còn phát hiện ra điểm tương đồng bất ngờ giữa dàn sao này là hầu hết đều đã từng trải qua ít nhất một lần đỏ. Trong dàn diễn viên đáng chú ý của Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ, ngoài Lã Thanh Huyền thì những gương mặt còn lại như Việt Anh, Quỳnh Nga, Thúy Hằng, Chí Nhân, Thùy Dương đều đã trải qua đổ vỡ hôn nhân trước đó. Nam chính của phim, Việt Anh đã từng hai lần đổ vỡ hôn nhân. Có lẽ điều này cũng phần nào được anh gửi gắm vào tâm tư nhân vật. Trong họp báo phim mới đây, nam diễn viên Hướng Dương Ngược Nắng thậm chí đã bật khóc khi nhắc đến con mình. Ngoài Việt Anh, nam thứ của phim Chí Nhân, người vào vai tình cũ của nữ chính Cẩm Giang, cũng từng trải qua vụ ly hôn gây ồn ào với diễn viên Thu Quỳnh. Trong khi đó, Quỳnh Nga, người lột xác với vai diễn của bạn thân cá tính của nữ chính, cũng từng đổ vỡ hôn nhân với chồng cũ là Doãn Tuấn. Diễn viên Thùy Dương cũng tâm sự về điểm khác nhau và giống nhau giữa vai diễn của mình với cuộc sống ngoài đời thật. Tôi từng cảm thấy có giai đoạn rất trông chênh khi kết thúc câu chuyện tình cũ. Bất kể ai khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân, mối tình đều có sự trông chênh nhất định dù ít hay nhiều. Nhưng tôi không yếu đuối khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó. Tôi thấy mình là người mạnh mẽ. Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ là kịch bản của Trịnh Khánh Hà và nhóm biên kịch VFC chắp bút. Đây là bộ phim không hoàn toàn đầy drama mà còn có yếu tố giải trí, vui vẻ. Mối quan hệ gia đình, tình cảm của những con người tìm kiếm hạnh phúc bằng tình yêu, trách nhiệm. Bộ phim gần gũi với ai có gia đình phức tạp cũng là hiện thực xã hội ngày nay. Ngoài tình yêu phải có trách nhiệm với tất cả những gì mà chúng ta đang sống và làm. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.